Alo, chào tất cả anh em quay trở lại với channel của mình em nhé. Cứ đến hẹn thì lại lên thôi. Hôm nay mình sẽ lại vào chơi ở trên bàn MD5 anh em ạ. Vào xem cầu lịch sử phiên em đánh được không, em bèm ván nhỉ. Cầu này đang chạy kiểu dạng cầu nát 1-1, 1-2 này anh em này. Chạy đơn một xỉu đúng không? À, chạy đơn một tài này. Chung con này đánh xỉu thì cũng được anh em ạ. Thôi cứ thử tay đầu làm 4 củ cái xem nào nhé. Hôm nay mình sẽ bắt là ở trên cầu xí ngầu 3 anh em ạ. Lát nữa thì check. Đây đang đánh thử tay đầu theo cầu lịch sử phiên thôi. Để xem có bú được con này không. Thấy thì con này nó cũng có tỷ lệ khoảng sóng 70% đấy anh em ạ. Húp 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 húp. Đi mẹ em thử đúng một điểm nhỉ anh em nhỉ. Nhìn nhiều khi rất đẹp nhưng vào lại gãy. Ok thì bây giờ mình sẽ là check xí ngầu anh em ơi. Xí ngầu 3 thì anh em tắt mình còn 2 đi nhá. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10 này. Đây là con 12 cộng 4 bằng 16. 16 ra con tài thì là một tay cầu thuận anh em. Con này con 14. À đây con 13 chứ. 13, 4, 17. 17 ra tài thì mất tay nghịch chứ. Nghịch này. Và tiếp theo là con 14 cộng 2, 16 thì ra xỉu là nghịch tiếp này. Con này 6 cộng 1 bằng 7 ra tài thì là nghịch tiếp này anh em này. Con này con 12 nhá. 12 cộng với 5 bằng 17 ra xỉu là thuận này. 10 cộng với 5 15 ra tài nghịch này. 11 cộng 2 13 ra xỉu là thuận này. 9 cộng 4 13 ra xỉu thuận này. 9 cộng với 6 bằng 15 ra tài nghịch này. 11 cộng 14 bằng 15 ra tài nghịch này. 11 cộng 4 15 ra xỉu lại thuận này. Ai già, cầu này thì cũng hơi khó bắt đây anh em. À có cầu cầu 11 thì đây là khung 12 anh em ơi. Tay này anh em sẽ đánh luôn vào tay nghịch cho mình nhá. Con này con 7 cộng 1 bằng 8 nghịch thì anh em đánh xỉu luôn này. 5 củ này. 5 củ 8 này. 9 10 này. 5 8 90 coi như là gần 6 củ với tay này đấy anh em. Bú. Địt mẹ mà lét ngay thì đòi lại ngay anh em phải chưa? Đòi lại ngay. À, lên 51M rồi anh em. Hơn 48 lên 51 rồi. Con này là con 49 chứ nhỉ? Con này là con 9 nhá, 9 cộng 1 bằng 10, 10 thì anh em vẫn là đánh tay tay này quay lại đánh thuận nhá, 10 đánh thuận thì đánh tài anh em ơi. Đấy, quay tiếp 6M luôn anh em ạ. Nó mà chạy chuẩn cái dây cầu kiểu dạng 1 2 ấy, 1 2 và 2 1 ở đây thì sẽ rất là dễ bắt. Thì mình sẽ ăn ở tay 1 tay 2 anh em ạ. Còn nếu mà nó phá cầu thì sẽ khó đánh hơn. Phá cầu thì anh em phải đánh giảm ở tay 3 đi. Chờ khi nào mà ăn được một ván thì anh em lại gấp lên. Chuẩn đẹp 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 luôn anh em ơi. Quá là ok luôn nhỉ. Quá là ok luôn này. Tiếp nhá. Đây là con 10 13 nhá, 13 cộng 5 bằng 18, 18 thì đánh tay này phải đánh nghịch thì phải đánh xỉu. Đấy, ok chưa? Tiếp tục đánh 5 củ anh em ạ. Cứ đều đều vốn mà chơi cái cầu này thôi. À, đi 22 được 3 cặp rồi này nghe này. 1 2. Cầu ngoài đang 22, cầu trong thì đang 11. Đúng không? Đấy, một nghịch này. Một nghịch một thuận, một nghịch một thuận thì đang là 11 này anh em này. Nó từ cái đoạn này là chúng ta đã đánh theo cái cách đánh chặn rồi. Từ đây một nghịch một thuận, một nghịch một thuận. Xong là hai thuận hai nghịch này, xong lại một nghịch một thuận, một nghịch một thuận này, đúng không? Cầu này khá là ok đấy anh em. 631 à, đúng cái chuẩn được cái gì đó. Chuẩn được cái gì đó nhỉ? Đi mẹ à, mày lên 61 ngay. Ok quá anh em ạ. Nghịch này. Tay sau này lại đánh thuận anh em nhá. Tay sau thì anh em lại đánh thuận mình. Thì đây là con 10 cộng 16 16 16 đánh thuận đánh tài anh em ơi. À, được mấy tay thông rồi thì con này đánh 3 tay thông nhỉ? Thì con này đánh 1M9 thôi. 1M8 9. Đây là lãi chục củ rồi đấy anh em. Lãi chục mờ đấy. Cứ nã khoảng tầm chục ván xem mà được bao nhiêu.
mới có 4 ván làm chục mờ ngay rồi. Đây là ván thứ 5 anh em nhỉ, đánh khoảng 10 ván đấy anh em nhé. Tay này thì mình nghĩ là khả năng cao là gãy rồi. Đi mẹ vẫn ăn nó nét chứ anh em, vẫn ăn nó mới nét đấy, thấy chưa? Như mình đã nói thì những cái cầu mà chúng ta bắt xí ngầu hay là điểm phiên ấy, thì nó là những cái cầu nó kiểu là ẩn đấy anh em, nên là nhiều khi nó chạy rất là dài mà nếu mà chúng ta mà không soi thì không thể nhìn ra được. Cái con 14 cộng bằng 17, 17 thì con này đánh lại đánh gì? Vừa rồi là đánh tay nghịch rồi đúng không? Nghịch là ăn rồi đúng không ạ? Thì tay này phải đánh thuận. Đấy, thuận này con này đánh xỉu anh em ạ. 1, 2, 2 mờ thôi. Nói chung là lúc này là phải đánh giảm xuống. Cầu 11 để chạy được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tay. 7 tay 11 rồi. 8 tay nào. 1, 2, 3, 4. Chắc là 10 cộng 6, 16, 16 thì mình đánh thuận đánh tài thì con này phải đánh nghịch chứ. Ờ đúng không? Đấy, con này đánh nghịch, ờ chuẩn, 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 đi mẹ em. Thế là vừa rồi mình biết là rồi, tí đánh sai đấy anh em ạ. Con này là con, ví dụ là mình bắt vừa rồi là con 14 cộng 13, 17, 17 đánh thuận đúng không? Đánh thuận là đánh xỉu. Thuận đánh xỉu thì tay tiếp theo này mới là đánh nghịch này anh em này. Tay này thì mới là đánh nghịch này. Con này là con 9 cộng 1 cộng 10 này, 10 đánh nghịch thì anh em đánh luôn cho mình con 10 đánh nghịch thì đánh xỉu tiếp. Đấy, ok chưa? Rồi con này đánh 600 rồi anh em. Càng về sau anh em càng đánh giảm đi nhá. Ok chưa? Quá lét luôn anh em nhờ, đi mẹ em làm quả dây thông tay. Đấy, đúng con cuối thì gãy này anh em. Con đánh nhỏ nhất thì gãy này. À, được 15m đấy, 15m rồi anh em ơi. Nó ra nghịch rồi anh em này. Nó ra nghịch rồi này anh em này. Thì tay này anh em vẫn đánh tiếp một tay thuận nhá. Đấy, vẫn là một tay thuận. Con này có 14 cộng 3 bằng 17, 17 đánh thuận thì vẫn đánh xỉu này. Nếu con này mà nó gãy nữa thì là sẽ là hết cầu. Hết cầu thì đây là cái thời điểm anh em nghỉ là đẹp rồi. Còn nếu muốn chơi nữa thì anh em phải chờ qua cái đoạn gãy. Nó phải gãy thông một đoạn mấy tay, xong bắt đầu anh em vào tiếp thì cái tỷ lệ anh em ăn thông mấy tay nó sẽ cao. Húp, 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 húp. Húp, địt mẹ gãy rồi, như này là phá cầu rồi anh em ạ. Nó ra ba nghịch này. Đấy thì nếu anh em đang chơi nhá, mà đang theo cầu đúng không ạ, đang cầu 1-2 nhá, tính từ đây này, từ khoảng này đến đây và bắt đầu nó ra ba này, ra ba con nghịch thông thì cầu lúc này nó sẽ là chuyển sang cái dạng gì anh em biết không, dạng bệt. Nhưng tuy nhiên thì đây nếu mà chúng ta đánh theo bệt luôn ấy thì rất có thể nó sẽ bị gãy, nên là tốt nhất là anh em dừng lại đến khi nó chuẩn được 1-2 tay thì anh em bắt đầu vào đánh tiếp. Nếu con này mình đánh nghịch nhá, con này đánh là đánh nghịch thì con này sẽ là con 13 cộng với 5 bằng 18 nghịch thì sẽ đánh xỉu. Để xem nó có chuẩn không. Lại được 14m anh em nhỉ. Đấy là xỉu thì là chuẩn. Thì anh em đánh luôn tay sau được này. Đấy gãy này. Đấy cái đoạn này nó đảo nó hay gãy đấy anh em. Thôi chốt nghỉ nhá. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại mọi người video lần sau nha. Bye bye.